Đây là khu vực chợ cây ở ngoài triển lãm sinh vật cảnh Tiền Châu, Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Lô cây bày đây là cây của anh Ước. Anh Ước thì quê ở Nam Định. Vâng, em chào các bác, chào tất cả các bạn nha. Vâng, chào anh. Các bác xem kỹ từng tác phẩm của anh Ước và anh Ước sẽ báo giá từng tác phẩm. Đầu tiên anh Ước nói là nếu bác nào mà nhập được cả 50 cây hàng khủng này của anh Ước thì anh Ước sẽ lấy một cái giá nó hợp lý hơn. Và nếu mà lấy từng tác phẩm một thì có thể cái giá nó cao hơn một chút. Các bác xem từ xa cả 5 tác phẩm của anh Ước này. Lùi hết đường mới xem được này. Đây là 4 này. Còn đây lại là 5 này. Cái cây này là anh nhớ kích thước của nó là chiều cao khoảng bao nhiêu? Chiều cao tổng thể từ mặt hàng trở lên tầm 2m7. 2m7 còn cái đường kính. Kính mét 1, đường kính mét 1. Vâng. Đường kính mét 1 bao nhiêu? Thì bây giờ các bác anh em xem kỹ từng cây. Và nếu mua riêng từng cây thì giá nó thêm một chút thôi. Có những cây thì thêm, có những cây thì có thể là bớt. Đây là số điện thoại của anh Ước này. Mình Ước này. Có một cây này là bị vỡ bể các bác nhé. Còn những cây còn lại đều còn bể, bể của nó khá là đẹp. Cây này có một cái cành phóng này. Nhất trực nhất hoành. Xem kỹ cả chân bệ của nó này và cả chiều sau của nó này. Mua riêng một cây này thì bao tiền này anh Ước nhỉ? Riêng một cây này là 100. 100 cây này các bác nhé. Còn cây khác có thể là ít tiền hơn. Xem cây ở giữa này. Cây này bộ rễ của nó rất là khỏe. Các bác xem chân bệ của nó này. Rễ của nó rất là khỏe này. Xem là từ xa này. Cái này là ôm ở gần kín cái lọ lục bình nhá. Lục bình này là men dạn này. Bác xem này, men dạn này. Nhưng có lẽ cái chất men này là men mới này. Men dạn giả cổ. Ôm gần kín cái lục bình. Cũng tương đối già này. Để y mọc. Xanh ôm lục bình. Cây ở giữa này bao tiền anh Ước nhỉ? Cây ở giữa, nếu mà tách một cây ở giữa ra thì lấy đúng 50 triệu. 50 triệu cây này các bác nhé. Cây ở giữa này giá mềm hơn những cây khác. Chân vệ của nó cũng hay này. Với kích thước như này thì cây này cũng là loại cây cũng tương đối lùn. Tổng thể cái mặt ăn lên là cao 2m.
Tiếp theo là một cây xanh dáng trực. Cây này trông rất là bể vệ. Cốt cây cũng ổn này. Chân bệ này. Cây e tử này. Bác xem một chiều khác của nó này. Cái này thì bao tiền anh ước nhỉ? Chăm cái này các bác nha. Xanh nữa này. Xem cái thân của nó này, cũng nó tương đối già. Cái này lùi xa mới hết được thôi. Cái này thì bao tiền đấy nhá? Cái này 50 triệu. 50 triệu cái này các bạn nhé. Tay cành cũng khỏe, cân đối với thân. Hàng cắm giật rồi. Đây cây xanh nữa này. Dung như bản đồ Việt Nam. Cái này thì anh ước bảo nó có hình dáng giống bản đồ Việt Nam. Đây là thủ đô Hà Nội. Đây là thành phố Hồ Chí Minh đây. Bác xem từ xa cây xanh có hình dáng bản đồ Việt Nam này. Chị ép các bác nhé. Cái này bao tiền này anh ước nhỉ? Cái đấy là 100. 100. Một cây xanh nhìn dáng nó đẹp. Và nó rất là độc đáo bởi vì nó hình dáng nó gần giống cái hình dáng của bản đồ Việt Nam. Một tác phẩm rất là độc đáo đến từ Nam Định, giá là 100 triệu.